Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấu trúc điều khiển lập. Thì chủ yếu chúng ta sẽ thảo luận về hai cấu trúc điều khiển cơ bản, đó là while và for. Do while thì nó cũng tương tự như while thôi, nhưng mà sẽ có một số cái mà các bạn thấy tương tự với những ngôn ngữ khác các bạn đã từng nghe qua. Và chúng ta cũng sẽ chủ yếu nói về lập trình cấu trúc trong phần này. Rồi, thì nói về cấu trúc lập thì đây là một cái cấu trúc điều khiển gần như là cực kỳ phổ biến và các bạn sẽ xài rất là nhiều, do đó các bạn nên chú ý. Cái cấu trúc điều khiển đầu tiên mà các bạn gặp đó là cấu trúc điều khiển while. Thì cái chuyện mà các bạn sử dụng cái vòng lập là chuyện gần như là chắc chắn trong tất cả các cái chương trình, bởi vì chúng ta sẽ thao tác nhiều với các cái dữ liệu, và khi các bạn làm việc với dữ liệu thì các bạn sẽ xử lý trên từng cái mẫu dữ liệu một, và do đó cái chuyện mà bạn lặp đi lặp lại một cái thao tác trên dữ liệu rất là nhiều ha. Như vậy thì đối với cái cấu trúc lập này thì nó được ứng dụng trong khá là nhiều cái bài toán, bao gồm việc xử lý trên danh sách mảng của các đối tượng hay là chuỗi ký tự. Một cái ứng dụng khác mà các bạn thấy thường xuyên nhất đó là cái hệ điều hành. Hệ điều hành của các bạn thực ra nó đang chạy một cái vòng lập mà nó chờ các cái sự kiện đến, bao gồm các cái sự kiện liên quan đến con chuột di chuyển, click vân vân và bàn phím ha. Thì đó cũng là những cái ứng dụng cơ bản của vòng lập. Như vậy thì đối với vòng lập for loop nó có gì đặc biệt? Nó cực kỳ đơn giản. Nó bắt đầu bằng từ khóa while, theo sau đó là một cái biểu thức điều kiện được đặt ở trong cái dấu đóng mở ngoặc, và cuối cùng là một cái phát biểu. Thì như tôi đã nói, phát biểu này có thể được hiểu là một phát biểu đơn hoặc là một khối các phát biểu. Thì như ở đây các bạn thấy cái này là một khối các phát biểu ha. Thì bởi vì nó đơn giản như vậy thì cái ý nghĩa của cái vòng lặp này là trong khi điều kiện này còn đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các cái phát biểu, còn không thì chúng ta sẽ ra khỏi vòng lặp. Như vậy thì cái flowchart của cái vòng lặp này cấu trúc cũng rất là đơn giản. Kiểm tra điều kiện trước nhé. Nếu điều kiện thỏa thì các bạn sẽ làm các cái phát biểu và quay trở lại kiểm tra điều kiện. Như vậy chỉ khi nào điều kiện của các bạn mà bị sai thì nó mới ra khỏi vòng lập. Như vậy nguyên một cái block ở trên này là block của câu lệnh while. Được chưa nào? Phần này chúng ta cũng không cần phải giải thích quá nhiều, tại vì các bạn chắc là khá là quen thuộc với ngôn ngữ tự nhiên khi các bạn đọc cái câu lệnh này. Ví dụ ở đây chúng ta có là trong khi mà cái biến đếm này vẫn còn nhỏ hơn 10 thì xuất ra giá trị của biến đếm và tăng cái biến đếm đó lên. Như vậy cái dòng lập này sẽ thực hiện cái câu lệnh và in ra các bạn các cái số counter từ 0 tới 9. Tại sao? Tại vì tới 10 thì điều kiện nó đã sai và các bạn kết thúc rồi ha. Cho nên phần này tôi sẽ không giải thích nhiều hơn. Một cái vòng lặp khác nó cũng tương tự while nhưng mà nó ngược lại một tí, nó gọi là vòng lặp do while. Thì vòng lặp này bắt đầu bằng từ khóa do trước và theo sau đó là một phát biểu, và trong khi cái điều kiện này còn đúng thì chúng ta sẽ quay trở lại làm tiếp cái vòng lặp này. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái vòng lặp này nó hơi khác so với cái vòng lặp while hồi nãy, có nghĩa là cái điều kiện trong vòng while ban đầu á là kiểm tra điều kiện trước rồi mới thực thi. Còn vòng lặp do while này là làm trước rồi mới thực thi. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái phát biểu ở đây sẽ được thực hiện ít nhất là một lần, bởi vì nó không cần phải kiểm tra điều kiện ha. Và cái cấu trúc lặp này dẫn đến các bạn sẽ có một cái flowchart hơi khác một tí, đó là gì? Mới đầu vô các bạn sẽ thực thi cái phát biểu liền và sau đó mới kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện vẫn thỏa thì các bạn quay trở lại, còn không thì các bạn kết thúc. Như vậy nguyên một cái block này là cái block về do while. Thì nếu như các bạn đã từng học qua các cái ngôn ngữ cổ điển như là Pascal chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái đặc điểm tương tự. Vòng while trong Pascal cũng giống như vậy. Vòng lặp do while trong Pascal thì nó chính là repeat until ha. Và hầu hết các ngôn ngữ đều sẽ hỗ trợ cho các bạn cái việc viết một cái vòng lặp cấu trúc while như thế này. Tức là các ngôn ngữ đều sẽ hỗ trợ cho bạn cái chuyện lặp có điều kiện.
ha, đây là cái cơ bản nhất. Thì về ví dụ thì chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều, các bạn có thể dễ dàng thấy ở cái ví dụ đây chúng ta có một cái vòng lập DIY. Như vậy vòng lập này sẽ cũng xuất ra cho các bạn các cái giá trị từ 0 tới 9 ha. Rồi. Như vậy thì liệu chúng ta có cần quan tâm nhiều tới các vòng lập này không? Có. Tại vì các bạn sẽ thấy là cái thứ tự thực thi cũng như thứ tự thoát khỏi vòng lập nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì ở đây có một số cái lưu ý mà tôi có nốt lại cho các bạn ha. Thứ nhất là các bạn thường hay mắc những cái lỗi khi các bạn viết vòng lập. Cái lỗi quan trọng đầu tiên đó là lỗi về khởi trị các cái biến. Thường các bạn muốn vào vòng lập, các bạn kiểm tra điều kiện mà các bạn quên khai báo, ví dụ như cái biến counter các bạn khai báo nhưng mà các bạn không gán giá trị ban đầu cho nó, thì dễ dàng là các bạn rơi vào cái lỗi cơ bản nhất. Nhiều khi vòng lập của bạn nó bị lập vô tận chỉ vì cái lỗi ngớ ngẩn này ha. Ngoài ra thì các bạn thực hiện cái lập ở trong vòng lập á, cái lỗi mà các bạn hay mắc phải là lỗi quên cái xử lý cái biến counter, cái biến đếm á. Nhiều khi các bạn viết một hồi các bạn mặc nhiên là cứ mỗi lần lập thì chúng ta sẽ tăng biến đếm lên, nhưng mà đôi khi các bạn sơ suất, các bạn nghĩ cái chuyện đó nó tự động, không có, các bạn phải biết cái đó. Nên là chúng ta hay bị sót cái việc là tăng giảm biến đếm, thay đổi biến đếm nói chung. Và thường các bạn thỉnh thoảng các bạn sẽ bị quên cái điều kiện về dừng. Điều kiện dừng ở đây nghĩa là gì? Điều kiện dừng ở đây là khi nào chúng ta kết thúc vòng lập. Đôi khi chúng ta có thể kết thúc vòng lập theo đúng cái điều kiện ở trong cái câu lệnh why. Tuy nhiên là có những tình huống mà các bạn sẽ muốn kết thúc một cách bất thường như thế nào đó, thì cái điều kiện đó các bạn lại quên mất đi. À, thì chú ý cái đó ha. Thì để hạn chế cho cái người lập trình bớt những cái lỗi trong cái quá trình lập trình như vậy, thì người ta mới đưa ra cái phát biểu là phát biểu for. Thì phát biểu for này thực ra mà nói tất cả các ngôn ngữ đều sẽ cung cấp cho các bạn cái phát biểu này. Phát biểu này nó mang ý nghĩa là gì? Lặp đi lặp lại một cái thao tác trên tất cả các cái items của một cái danh sách nào đó. Ha, vòng lặp này là vòng lặp gần như là chuẩn. Thì đối với ngôn ngữ C và C cộng cộng này, các bạn được cung cấp một vòng lặp tên là vòng lặp for, và nó hỗ trợ các bạn viết cái vòng lặp với cái định dạng đơn giản, và nó có 3 thành phần như sau. Phần đầu tiên là phần về khởi trị. Giống như tôi nói, để giảm thiểu cái lỗi cho lập trình thì việc đầu tiên là các bạn không được quên cái việc khởi trị cho biến. Thì để giảm cái lỗi khởi trị thì người ta cung cấp trong cái vòng for này một cái cơ chế cho các bạn là bắt buộc các bạn phải khai báo cái phần khởi trị. Ít nhất là các bạn sẽ cần khai báo ở một lúc nào đó. Ha. Phần thứ hai là nó cung cấp cho các bạn một cái cơ chế để thay đổi giá trị của cái biến counter. Thì đôi khi các bạn viết vòng while các bạn bị quên cái chuyện mà tăng biến lập, thì khi các bạn viết vòng for thì sẽ khó để quên hơn, bởi vì nó có hẳn một cái khu vực để cho các bạn làm chuyện đó ha. Và cuối cùng là cái kiểm tra điều kiện, thì đương nhiên cái này không thể thiếu rồi. Như vậy vòng for ở trong ngôn ngữ này sẽ cung cấp cho các bạn ba cái thành phần đó. Cái cấu trúc của nó trông khá là đơn giản như sau. Bắt đầu bằng từ khóa for. Phần đầu của cái vòng for này sẽ là phần khởi trị. Ha, bạn có thể khai báo biến bên trong cái phần này, hoặc là gán giá trị bắt đầu cho một cái biến counter nào đó ở đây. Cách bằng một dấu chấm phẩy và điều kiện dừng. Ha. Điều kiện ở đây là gì? Trong khi mà điều kiện này vẫn còn thỏa thì chúng ta sẽ tiếp tục vòng lặp. Ha. Và chấm phẩy. Rồi đến cái phần modification này. Phần modification này chính là cái phần về tăng giảm những cái biến counter nói chung. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là không nhất thiết phải là biến counter, có thể là bất kỳ cái biểu thức nào mà các bạn muốn ha. Và cuối cùng là chúng ta có một cái phát biểu hoặc là một khối các phát biểu. Thì đó là cơ bản của vòng lặp for. Nếu như các bạn nhìn vào cái flowchart thì chúng ta có thể dễ dàng vẽ lại được cái flowchart của vòng lặp for. Bắt đầu sẽ là cái bước khởi trị. Sau khi khởi trị
và khai báo biến này nọ các kiểu thì các bạn sẽ check điều kiện trước. Nếu như điều kiện của các bạn mà thỏa thì các bạn sẽ thực thi các cái câu lệnh và các bạn quay trở lại cái phần về modification, tức là cập nhật các cái biến counter hoặc là thay đổi trạng thái của chương trình vân vân. Rồi các bạn lại check điều kiện tiếp. Khi điều kiện các bạn fail thì nó sẽ kết thúc và ra khỏi công lập. Như vậy cái vòng for này nó chỉ gói gọn ở trong cái khúc này thôi. Được chưa nào? Vậy ba cái thành phần về khởi trị và check điều kiện và kiểm tra cái giá trị tham số là cập nhật tham số là ba cái thành phần mà bạn nên khai báo trong vòng for này ha. Thì các bạn sẽ khó mắc lỗi hơn khi các bạn viết cái này. Ở đây tôi có nốt lại cho các bạn những cái ý nghĩa của ba cái thành phần đó mà tôi vừa mới nói, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Về phần ví dụ, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái ví dụ khá là đơn giản. Ở đây tôi có một vòng for. Phần đầu tiên là tôi khai báo một cái biến cục bộ là y. Biến này kiểu integer và tôi khởi trị cho nó bằng không luôn. Các bạn sẽ thấy là khai báo biến cục bộ trong vòng for không phải là bắt buộc, nhưng mà đôi khi chúng ta muốn khai báo cục bộ những cái biến counter như vậy, tại vì tôi không có nhu cầu xài cái biến y này ở bên ngoài vòng for, tôi chỉ xài bên trong vòng for thôi. Ở đây nhắc các bạn về tầm vực, tức là nếu như ở bên ngoài vòng for này mà tôi viết một câu lệnh if y nhỏ hơn 10 thì CL nếu như các bạn viết như thế này thì chắc chắn trình biên dịch sẽ báo cho các bạn một cái lỗi. Lỗi đó là gì? Cái biến y này không tồn tại ở bên ngoài vòng for nhé. Cho đó các bạn lưu ý là gì? Khi các bạn khai báo một cái biến đếm cục bộ trong vòng for thì nó sẽ không xuất hiện ở bên ngoài vòng for. Muốn thì các bạn khai báo nhưng mà cái giá trị lúc đó nó sẽ khác nha. Rồi, như vậy cái vòng for này nghĩa là khai báo một biến cục bộ y, gán cho nó bằng 0 ở lúc bắt đầu. Trong khi mà y vẫn còn nhỏ hơn 10 thì tôi sẽ xuất ra cái giá trị của y, xong rồi tôi sẽ lại tăng y lên và quay trở lại. Như vậy đây là cái vòng lặp khá là cơ bản ha. Rất là dễ hiểu đúng không nào? Như vậy thì đối với cái vòng for này á, các bạn sẽ thấy là cái phần về khởi trị và phần về cập nhật giá trị của các biến á, các bạn có thể làm nhiều cái phát biểu chứ không phải là chỉ có một biến. Nhiều bạn khi làm vòng for các bạn nghĩ là các bạn chỉ có thể khai báo một biến hoặc chỉ khởi trị giá trị cho một biến, không có. Chỗ này các bạn có thể làm nhiều cái phát biểu liên tục. Ví dụ như chỗ này tôi có một vòng for, tôi khởi trị cho y bằng 5 và tôi khởi trị cho j bằng 10. Tôi dùng cái dấu phẩy này để cắt. Như vậy các bạn sẽ thấy là các bạn có thể viết một chuỗi nhiều cái biểu thức liên tục với nhau bằng dấu phẩy, chứ không nhất thiết là các bạn có một cái cách duy nhất là khai báo một biến hoặc là gán một cái giá trị ha. Ví dụ như chỗ này tôi có thể là tôi tăng y lên và tôi đồng thời tôi tăng j lên luôn, chứ không nhất thiết là tôi chỉ được tăng một biến. Nhớ cái đó ha. Cái này là một cái lợi thế khá là mạnh khi các bạn sử dụng ngôn ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta bàn qua về những cái vòng lặp vô tận. Thì tại sao lại có chuyện vòng lặp vô tận ở đây? Các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta chờ một cái sự kiện thì chúng ta chờ hoài, không biết khi nào dừng. Có sự kiện tới thì chúng ta xử lý. Như vậy cái vòng lặp đó chắc chắn là chạy hoài, chạy vô tận. Như vậy thì để viết một cái vòng lặp vô tận thì các bạn sẽ thấy là nó khá dễ. Cái điều kiện của các bạn là điều kiện đúng thôi. Như vậy tôi bỏ một con số nào đó khác không vô, hoặc là tôi để một cái hàng true, hoặc là như thế này cũng được. À, khi các bạn nhìn thấy cái này thì các bạn thấy cái gì đặc biệt? Ở đây tôi có một cái lưu ý với các bạn khi các bạn viết vòng for đó là gì? Ba cái thành phần trong cái vòng for đó, nếu như các bạn thấy không cần, các bạn bỏ đi cũng được. Và sẽ có những cái ngầm định mà các bạn nên chú ý. Thì ở đây để quay lại đây một tí ha. Rồi, để tôi nhắc lại cho các bạn một tí. Thí dụ như đối với vòng for này, cái phần về khởi trị này các bạn thấy là ok, tôi không có cần khởi trị cho bất kỳ một biến nào hết. Ok, bạn bỏ đi, bạn để nó trống.
Cái phần về cập nhật biến, tôi nói là ok không, tôi không có cần cập nhật biến, bởi vì trong những cái câu lệnh ở đây tôi đã có cập nhật những cái biến đó rồi. Nhưng mà chỗ này tôi không có cần modification này, tôi không có cần cập nhật. Ok, bạn bỏ đi, chỗ đó để trống cũng được. Như vậy cái chỗ condition này, nếu như mà các bạn bỏ trống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như ở trong cái condition mà các bạn bỏ trống thì mặc nhiên được hiểu là true, tức là đúng nhá. Như vậy quay trở lại cái vòng lặp vô tận mà các bạn thấy ở dưới này, thì vòng lặp for này nói là gì? Trong khi mà điều kiện ở đây là điều kiện đúng, đúng không, kết quả là đúng, thì làm cái phát biểu như vậy, đây là vòng lặp vô tận, nhớ cái đó ha. Rồi thì khi các bạn đứng ở trong vòng lặp á, sẽ có rất nhiều tình huống mà các bạn muốn kết thúc cái vòng lặp sớm, cho dù là vòng lặp đó là vòng lặp while hay là vòng lặp do while hay là vòng lặp for, thì các bạn luôn luôn sẽ có những cái tình huống đặc biệt mà các bạn muốn kết thúc sớm. Ví dụ tôi đang tìm kiếm một cái item nào đó, thì đến cái đoạn đó tôi thấy là ok, tôi đã tìm được cái item mà tôi muốn rồi, thì tôi có thể thoát ra khỏi vòng lặp, tôi không cần kiểm tra nữa. Như vậy tôi cần phải exit khỏi cái vòng lặp. Đôi khi chúng ta có những cái ngoại lệ, giống như là các bạn đi lặp qua nhiều cái items và đến một lúc nào đó các bạn thấy là ok, cái items này không có cái gì để tôi check, tôi không có cần phải xử lý nó, như vậy tôi có thể skip và tôi lặp qua cái items tiếp theo. Như vậy các bạn có nhu cầu là bỏ qua, thì ở đây trong cái ngôn ngữ nó cung cấp cho các bạn hai cái phát biểu đặc biệt mà giúp cho các bạn phá luật. Thì cái phát biểu đặc biệt đầu tiên đó là break, cái này chắc các bạn đã thấy lúc mà các bạn làm việc với cái vòng switch đúng không nè. Thì bây giờ các bạn làm việc với vòng lặp, các bạn lại thấy trở lại cái lệnh break này. Như vậy cái lệnh break này nó có một ý nghĩa đặc biệt, nó đưa bạn thoát ra khỏi câu lệnh tức thì luôn hả. Như vậy thì ở đây nếu như cái câu lệnh switch bạn break một phát nó thoát ra khỏi câu lệnh switch, thì đương nhiên trong câu lệnh for, do while và while, khi các bạn break một phát là nó thoát ra khỏi câu lệnh đó liền ha. Rồi cái này thì khá dễ hiểu. Có một cái câu lệnh thứ hai hơi hơi mới khi các bạn nhìn, đó là lệnh continue. Thì lệnh continue sẽ đưa cái vòng lặp của bạn kết thúc và quay trở lại cái vòng lặp mới tiếp theo ha. Giải thích như vậy thì hơi khó cho các bạn, nhưng mà các bạn sẽ theo dõi một cái vài ví dụ để các bạn hình dung ha. Ví dụ như break thì chắc tôi không giải thích, cái này thì dễ rồi. Như vậy cái vòng lặp mà các bạn đang thấy ở đây á, chúng ta sẽ lặp từ 1 cho tới 4 thôi, tại vì tới 5 là nó đã gọi cái lệnh break rồi. Thì khi bạn gọi lệnh break này nó đã thoát ra khỏi vòng lặp, như vậy cái vòng lặp này sẽ chỉ in cho bạn 4 giá trị 1 2 3 4 ha. Rồi, bây giờ cái continue này thì có cái gì đặc biệt? Bây giờ các bạn sẽ đọc cái câu lệnh này như sau. Trong khi mà chúng ta bắt đầu từ cái count bằng 1 ha. Trong khi mà count vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì các bạn tăng lên. Như vậy đến cái count bằng 5 thì các bạn gọi continue. Như vậy cái lệnh continue này sẽ đưa bạn đi đâu? Ở đây các bạn có một số cái vị trí mà các bạn có thể lưu ý. Tôi đánh số ở đây là 1 nè, 2 nè, okay. Chỗ này là 3 nè, và cái chỗ này là 4 nè. Như vậy các bạn hình dung là cái lệnh continue này nó đưa bạn đi đâu? 1, 2, 3, 4. Thì thông thường các bạn sẽ nghĩ là ok, nếu như tôi thực hiện cái lệnh continue này nó đưa tôi tới cái vòng lặp tiếp theo, như vậy thì tôi phải nhảy đi hoặc là 1 hoặc 2. Như vậy cái này nó sẽ dẫn đến cái sự nhập nhằng, hiểu không? Nếu như các bạn hiểu continue là đưa bạn đến cái vị trí số 1 thì cũng không đúng, như vậy các bạn sẽ bị rơi vào cái vòng lặp vô tận, được chưa nào? Như vậy chỗ này không đúng. Các bạn mà continue đưa bạn về cái chỗ mà modification ngay đây á, ngay chỗ 2 á, thì cũng không đúng luôn.
Không phải là không đúng, đương nhiên là nó sẽ cập nhật cái biến counter và nó kiểm tra điều kiện và nó thực thi lại. Nhưng mà cái chỗ số 2 này thực ra không phải là cái chỗ mà các bạn sẽ đi đến nha. Cái continue này có đưa bạn tới chỗ số 3 không? Không, tại vì nếu như đưa bạn tới chỗ số 3 thì các bạn sẽ rơi vào vòng lặp vô tận giống như trường hợp kia thôi. Tức là các bạn không có cập nhật gì về cái biến đếm của các bạn ha. Cái chỗ mà đúng nhất mà lệnh continue sẽ đưa bạn đến là cái chỗ số 4 này. Ha, các bạn chú ý ha. Nó đưa bạn trực tiếp đến cái chỗ số 4 này. Đó là một cái lưu ý để cho các bạn sau này các bạn thấy những cái tình huống như vậy các bạn sẽ biết là chuyện gì đang xảy ra. Được chưa? Rồi, tôi nhắc các bạn cái đó ha, bởi vì rất là nhiều câu lệnh, thí dụ như do while thì thực ra cái do while để giải thích cho các bạn nhân tiện ở đây luôn, chúng ta có do là một cái gì đó. While điều kiện. Như vậy nếu như ở đâu đó trong đây bạn gọi continue thì chắc chắn cái lệnh continue này sẽ không đưa bạn về đầu mà nó sẽ đưa bạn về cái chỗ này. Và như vậy nghĩa là nó sẽ check điều kiện xong rồi nó quay trở lại nó lọc. Được không nè? Đó, đó là những cái quy tắc mà các bạn nên nhớ ha. Rồi, như vậy khi các bạn viết vòng lặp á, các bạn sẽ có những cái vòng lặp lồng nhau. Thì vòng lặp lồng nhau là một cái chuyện khá là phổ biến khi các bạn làm việc với những cái dữ liệu mà tương đối phức tạp, ví dụ như là ma trận vân vân. Thì các bạn sẽ lặp trên hàng, bạn lặp trên cột hoặc là ngược lại các bạn lặp trên cột rồi lặp trên hàng. Thì các bạn sẽ có những cái câu lệnh lặp một lần, ở bên trong câu lệnh lặp đó lại có một cái câu lệnh lặp khác. Thì cái chuyện vòng lặp lồng nhau là chuyện rất là bình thường khi các bạn thao tác trên những cái dữ liệu đặc biệt. Và thí dụ như ở đây tôi đang đề cập tới là tensor.